Thưa quý vị, hiện nay đang có một cơn bão rất mạnh với tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy vấn Quốc gia, trong 24 giờ tới, thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển vào Biển Đông và có khả năng cao, sẽ đây sẽ trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Và cùng với hoạt động của bão Sao La, thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La chỉ khoảng 1.500 km về phía Đông, cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là Hai Kui. Sự xuất hiện của bão này sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi trên tây bắc Thái Bình Dương, khiến cho đường đi của bão Saola sẽ có những diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng đã đưa ra 3 kịch bản về đường đi của bão sau là. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kịch bản đầu tiên bão Saola đi vào ven biển Quảng Đông Trung Quốc, sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông Ma Cao. Kịch bản thứ hai sau khi di chuyển vào biển Đông, bão Saola sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đổi hướng di chuyển Tây, hướng về khu vực Lôi Châu, Trung Quốc. Kịch bản thứ ba sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc, suy yếu và tan dần. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do có nhiều yếu tố chi phối nên hiện nay chưa có dự báo nào chắc chắn về hướng di chuyển của bão số 3 trong 3 đến 5 ngày tới. Vì vậy, người dân và các địa phương cần phải tiếp tục theo dõi, cập nhật ở những bản tin tiếp theo.